Sáng nay mùng 5 tháng 9, hơn 1.700 học sinh trường Trung học phổ thông Hưng Yên ở thành phố Hưng Yên bước vào khai giảng năm học mới 2024-2025 với niềm vui tươi phấn khởi và niềm tin vào một năm học mới chiếm lĩnh được nhiều tri thức, rèn luyện được nhiều năng lực và phẩm chất. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa tham dự buổi lễ và đánh hồi chống khai giảng. Mở đầu lễ khai giảng, các đại biểu cùng thầy trò trường Trung học phổ thông Hưng Yên được nghe thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Năm học này, trường Trung học phổ thông Hưng Yên chào đón gần 680 học sinh lớp 10. Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, năm học qua, nhà trường có 100% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm bình quân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Gần 500 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, trong đó có nhiều trường top đầu cả nước, đoạt 16 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Lần đầu tiên có 15 học sinh ưu tú được kết nạp vào Đảng. Năm thứ 7 liên tiếp, nhà trường được trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh hồi trống khai giảng năm học mới và trao tặng nhà trường 30 bộ máy vi tính.